nay lịch lãm yeah. hai người. À, xin chào hai bố con. Bây giờ Quý Hưng ơi, con hãy gửi một lời chào đến cho quý vị khán giả nha. Con chào các cả các cô chú và các bạn. Con tên là Nguyễn Quý Hưng, học lớp 4. Wow. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 10 tuổi. À, năm nay con 10 tuổi. Dạ. Ồ, hôm nay cô Lan thấy là con mặc một bộ đồ rất là xinh. Dạ. Không biết là bộ đồ này là bố hay là mẹ mua cho con nè? Dạ, bố mua cho con. Wow, vậy là tất cả về vấn đề thời trang từ trên xuống dưới là tinh tế. Là bố lo cho con hết hả? Dạ. Dạ, cười quái. Dạ. Bây giờ xin mời bố gửi một lời chào đến quý vị. Dạ, xin chào hai MC, chào chương trình ạ. Mình tên là Tấn Quang, năm nay mình 35 tuổi. Hiện tại mình là nhân viên văn phòng. À dạ, vậy cho em hỏi chị nhà mình tên gì ạ? Dạ tên Quỳnh. À dạ chị Quỳnh. À, hôm nay thì em thật sự là nhìn hai bố con thật sự rất là trẻ. Nếu như mà nhìn xa là em thấy như là hai anh em vậy. Mình có cái bí quyết nào để mình giữ cái sự trẻ trung để cho anh Phúc anh có thể noi theo mà? Dạ. Bí quyết là mình cứ cười hoài là tươi. Có phải đưa tiền cho vợ hay gì không anh, hay là cứ mình về nhà mình cứ cười và đưa tiền thôi là được ạ. Dạ, trẻ hoài. Dạ. Em hay giấu tiền lại cho nên em hay bị già. Dạ, em hay đưa tiền hết cho vợ. Còn ngày hôm nay là tới với chương trình này là bố là người rủ con tới hay là con chủ động con rủ bố tới đây? Dạ, à? Bố là người rủ con tới. À, vậy là anh đã từng xem chương trình này rồi và anh thấy chương trình này thú vị cho nên là anh muốn dẫn bé tới phải không ạ? Dạ, đúng ạ. Anh thấy sao? Anh xem ở nhà xem anh thấy như thế nào? Thì mình xem thấy chương trình mình thấy là rất là hay và rất là hấp dẫn và gắn kết hai bố con mình lại. Cho nên mình mới rủ bé tham gia chương trình này. Để mình lưu lại những cái kỷ niệm thật đáng yêu với con trên sóng đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn hai bố con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp bố con thứ hai. Xin mời bố Hứa Ngọc và bé Ngọc Hân. Xin mời. Ôi, xinh xắn. Dạ, xin chào hai bố đỏ con. Đỏ luôn, hai bố con đỏ rực là thấy ngày tươi tắn rồi đó. Ngày hôm nay là công chúa và hoàng tử là đến với chương trình nè. À, bây giờ Ngọc Hân ơi, con hãy gửi một lời chào để cho quý vị khán giả nha. Dạ, con xin chào tất cả các cô chú. Con tên là Hứa Thị Ngọc Hân, con học lớp 4. Xin mời bố gửi lời chào đến quý vị khán giả. Mình chào tất cả các chị khán giả. Dạ. Chị hai dì MC. Dạ. Mình tên là Hứa Ngọc, năm nay 47 tuổi. Dạ. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. À, kinh doanh tự do là mình buôn bán tại nhà hay là ngoài cửa mình hay? Buôn bán cửa tại nhà. À, tại nhà. Dạ, cho em hỏi vợ mình tên gì ạ? À? Vợ anh tên Quách Thị Hồng Thắm. Dạ, chị Thắm mà. Vâng, em thấy hôm nay là bé cũng mặc một chiếc đầm rất là dễ thương. Không biết là đầm này ai chuẩn bị cho con để đến với chương trình nè? Dạ thưa cô, là mẹ con mua cho con. À, mẹ con mua cho con, nhưng mà là tiền là mẹ con trả hay là bố con trả nè? Bố con trả. Thấy chưa? Thấy chưa? Em bắt chước anh là phải giữ tiền lại. Nó nghe theo lời anh nói đưa hết. Bây giờ cuối cùng nó nên đưa hay không đưa anh? Không, tiền của vợ chồng anh á thì nói chung là xài chung. Xài chung hết. Tại kinh doanh mà tự do nên tiền người nào giữ cũng được hết á. Dạ. Thêm một bí quyết nữa thấy không? Nói chung là mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau. Đó. À, Ngọc Hân, thường ở nhà thì con sẽ dành nhiều thời gian được ở gần bố hay là mẹ hơn nè? Cả hai luôn. À, cả hai luôn. À, là có nghĩa là bố và mẹ đều là thường xuyên ở nhà với con hả? Dạ đúng rồi. À, tại mình kinh doanh ở nhà là hai anh chị mình cũng ở nhà luôn. Đúng rồi. À, vậy thì thường bố với mẹ con sẽ thích chơi với ai hơn? Với bố. À, với bố nhiều hơn. Vậy thì bố với mẹ ai sẽ là người nghiêm khắc với con hơn? Dạ là mẹ con. À, là mẹ hơn. Vậy thì những lúc mà mẹ nghiêm khắc với con á, thì bố sẽ xử lý như thế nào? Bố nói với mẹ con là đừng có đánh con. Vậy hả? Dạ thì những lúc mà ví dụ như mẹ la bé thì là anh ngoài cái việc nói ra thì sau khi anh nói xong thì vợ có la luôn hai bố con không ạ? Không, vợ không la hai bố con. Dạ là thường là những cái việc mà nghiêm khắc hay là dạy bảo bé là anh sẽ thường để cho chị quyết hết luôn hả hay sao? Đúng rồi, thường ngày bé thì nó anh thì cũng cưng bé lắm. Dạ. Ít có dày bé lắm. Dạ. Chỉ có mẹ thì mẹ sẽ hơi nghiêm khắc hơn. À rồi, không biết Quý Hưng. Hưng ngồi gật gù. Không biết Quý Hưng thì sao này, ở nhà thì con gần bố nhiều hơn hay là mẹ nhiều hơn? Dạ gần bố. Gần bố nhiều hơn. Dạ. À tại vì hồi nãy nó gu thời gian từ đầu bố, bố là đi bố mua lo. Chứ mẹ Quỳnh không có mua. Mẹ Quỳnh có bao giờ mua đồ cho con không? Dạ cũng có mà. Dạ. Ít hơn. Dạ. Ít hơn. Vậy thì thường là thời gian con học bài á là bố hay mẹ sẽ là người chỉ bảo cho con? Dạ là bố. Là bố luôn. Dạ. Bố có bao giờ nghiêm khắc với con chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Là bố cưng con, chứ là chưa bao giờ la con một cái gì luôn hả? Dạ.
Wow. Không bao giờ cầm cái roi luôn. Trời ơi, con hoàn hảo, con giỏi tới mức độ mà bố không thể la con luôn hả? Dạ. Vậy thì là thường mẹ dạy mẹ có la con không? Dạ, cũng có. Những lúc mẹ la như vậy thì có bố ở đó không? Dạ, bố con thường là đi làm nên có lúc có, lúc không. Vậy thì những lúc mà mẹ la con không có bố, khi mà bố về con có mét lại bố không? Dạ, thường ít lắm. Thường ít mét lắm hả? Vậy thì thường những lúc mà sau khi mà mẹ la xong thì con sẽ giải quyết như thế nào? Là mình sẽ tới xin lỗi mẹ, là con đã biết con sai rồi hay là sao? Dạ, con tới con xin lỗi mẹ. Vậy hả? Thì tính ra nhà là gia đình nào cũng cưng chiều bé, là không có phải là la bé quá nhiều. Nhưng mà vì đúng là anh Quang là đi làm nhiều hơn, còn anh Ngọc thì lại ở cùng với bé, cho nên là theo dõi được, còn anh Quang thì ít, cho nên là bé cũng không có mét, tại vì để cho hai bên bớt xào xáo. Vừa bên mẹ mình mà vừa bên bố Quang nữa. Vậy là thường bố Quang là đi làm nhiều, vậy thì thường cái thời gian nào mà bố Quang sẽ dành cho bé Thường thì mình đi làm giờ hành chánh á. Cho nên thường là khoảng 6 giờ là mình về đến nhà. Cho nên mình là về đến nhà rồi mình phụ vợ mình dọn dẹp, xong rồi mình dành thời gian chơi bé một xíu. Cho bé ngủ. Nhà anh là có mấy bé rồi Hiện tại mình được hai bé. Được hai bé, bé đây là bé đầu. Bé sau thì bé gái được 5 tháng. Ấy là thường là anh ở nhà anh vẫn phụ công việc đỡ đần cho vợ của mình. Đúng rồi. Thường là mình, nếu mà mình phụ nữ ở nhà rất là vất vả. Nếu mà mình thường mà mỗi ngày mình ở nhà thử một ngày mình mới biết rất là cực. Em thấy ở nhà rồi đi mua sắm rồi các thứ cực cái chỗ nào anh? Phụ nữ ở nhà tại sao nó cực ạ? Thì bữa đó anh thử ở nhà một ngày đi Dạ không, em ít ở nhà lắm nhưng mà trời, anh binh vợ lắm. Quá luôn á, thiệt á. Vậy thì hình như cô Lan nghe thấy bố Quang chia sẻ là bố Quang có phụ cho vợ là mẹ của con. Vậy thì có bao giờ Hưng là phụ mẹ chưa nè? Dạ có. Con phụ mẹ làm việc gì ở nhà? Dạ con phụ mẹ lau nhà, chơi với em, dọn dẹp như xếp quần áo. Trời ơi, một người đàn ông xuất sắc của gia đình quá nè. Trời ơi, thứ nhất cô làm cho cô Lan từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhưng mà bây giờ cô Lan lỡ hỏi rồi, hỏi sâu xíu, thường con sẽ chơi với em thì con sẽ chăm sóc em như thế nào? Dạ con chơi lắc lắc chọc cười. Lắc lắc là cái trò như thế nào con? Khều hả? Dạ lấy cái đồ mà lắc lắc mình lắc là nó biết rồi, kêu cái tiếng đó. Còn nhỏ đấy, còn nhỏ cái lục lạc đúng không? Rồi có bao giờ mà em mà quấy khóc con và con phải xử lý cái trường hợp đó như thế nào? Dạ lúc đó thì con kêu mẹ con tới giúp. Là những cái trường hợp nào mà ngoài khả năng của mình là mình gọi sự hỗ trợ của mẹ. Có bao giờ mà em khóc nhiều quá mà khiến cho con bực bội không? Dạ lúc đầu thì lúc mà con ngủ á là em con nó hay khóc nên làm con hơi ồn. Còn bây giờ thì không có. Lúc ồn thì sao, này mình đang ngủ mà khóc ồn của mình làm có bao giờ mình nạt con? Con úp mặt vô cái gối để vậy. Úp mặt ai? Ngủ. Con mừng quá, úp mặt con quay vô cái gối đúng không? Để ngủ cho em vẫn khóc. Thương em Ngọc Hân ơi, ở nhà thì con có hay phụ mẹ không nè? Dạ cũng có ít. Rồi có ít là cụ thể là việc nào nè? Dạ thưa cô là quét nhà, lau quét nhà. Có bao giờ phụ mẹ ở trong bếp chưa? Dạ là chưa. Mẹ không có cho con. Mẹ không có cho. Vậy thì trong tất cả những cái món ăn mà mẹ nấu cho con thì con sẽ thích món nào nhất? Dạ con thích món bánh tết. Bánh tết. Bánh tét. Bánh tết. Bánh tết. Bò bánh tết. Vậy thì bố với mẹ ai sẽ là người nấu ăn ngon hơn? Dạ thì ba con cũng ít khi vô bếp thì ba con ít khi vô bếp, vậy thì hôm nay cô Lan sẽ giúp cho ba con bước vào bếp. Vì sao anh ít vào bếp hả anh Ngọc? Dạ cái bếp có vấn đề gì với anh không ạ? Không, tại vì ở kinh doanh thì anh như chặn hàng rồi giao hàng thì nó thì việc nội trợ ở nhà thì bà xã làm không nhà. Nếu anh muốn ăn là anh phải nhờ chị nấu chứ anh không nấu được hay sao? Không, tại vì công việc của anh á nhưng mà chia đều làm hết rồi. Anh như kinh doanh đó, như anh nhận hàng về anh tối về cái chợ lễ đó với mấy cái quán ăn. Cụ thể là mặt hàng gì anh, hải sản hay là gì? Không, rau củ quả. Rau củ quả. Cái món đó anh Phúc rất là thích tại vì anh đang giảm cân ăn healthy cho nên là rất là cần rau củ quả. Có nghĩa là ở nhà, em hiểu rồi, có nghĩa là ở phân nhà chia công việc. Phân chia công việc là ảnh sẽ là công việc ở kinh doanh ở ngoài, còn chị vợ sẽ là ở nhà lo bếp núc rồi chạy dỗ bé đúng không ạ? Vậy thì thường cái thời gian có bao giờ anh chị dành thời gian cuối tuần cho bé chưa?
ý là sẽ tổ chức một cái gì đó cho bé đi chơi này nọ. À, cuối tuần thì hôm trước mà chưa dịch á thì cũng có đưa dắt bé đi lắm. Dạ. Đó thì anh hay chở bé đi học nhà thiếu nhi thành phố. Dạ. Không chở đi ba buổi hết á. Dạ. Là bé sẽ học gì ở đó à? À, trong bé học ca. À, sẽ trong hát. Đội nghệ thuật nhà thiếu nhi thành phố á. À, vậy là bé hát cũng rất là hay đúng không ạ? Con có thể dành một đoạn nhỏ để tặng cho bạn Hưng nè, chẳng hạn hai bố ở đây và cô Lan, chú đó. Phúc và các quý khán giả ở dưới được không nè? Một đoạn nhỏ thôi. Dạ, con xin phép hát bài Mẹ Yêu Ơi. Mẹ Yêu Ơi. Rồi, vậy thì là bài hát này sẽ tặng cho mẹ đang coi ở nhà nè. Mẹ Thắm coi nha, mẹ Thắm ơi. Mẹ là vòng tay ôm ấp con qua những ngày đông. Mẹ là dòng sông để con tắm mát trưa hè. Mẹ là răng tre che bóng con đi học về. Mẹ là bờ đê để con vui với cánh diều. Ôi ôi. Ôi. Em mà nổi da gà. Anh có cảm thấy nó bồi hồi. Cái tình cảm, cảm xúc quá trời dạt dào. Và cô Lan nghĩ là mẹ con nếu mà ở nhà đang theo dõi chương trình thì cũng sẽ rất là xúc động với những cái giai điệu mà con hát. Trời ơi, hay quá, đúng là thiệt luôn, một nhân tài, một tài năng. Và cô Lan chúc cho con sau này nếu có ước mơ được ca hát thì con sẽ thực hiện được ước mơ của mình nha. Dạ, con cảm ơn cô. Hân ơi, vậy thì từ nãy giờ nghe bố chia sẻ và tất cả những cái khoảng thời gian vừa qua thì ở bố có điều gì là con thích nhất nè? Dạ, để con thích nhất là bố hiền. Bố hiền. Dạ, bố thì cũng ít la con lắm. À, có cái điều nào ở bố mà con muốn sau này lớn lên là con sẽ giống như bố không? À, dạ con muốn học giỏi giống như bố, là bố con giỏi về toán. À, vậy là về việc học toán là bố sẽ là dạy bảo cho bé đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, vậy thì từ nãy giờ thích đúng không? Dạ. Có điều nào mà con không thích ở bố không? Và con muốn là bố sẽ sửa đổi không? Mình chia dạ, sẻ con nè. Muốn chia sẻ nha. Con muốn bố là không có hút thuốc nữa. À, wow, đây là điều bé đầu tiên. Bé nào cũng vậy hết, bé nào cũng có một thời gian là chú Phúc cũng hút thuốc nha, các bé nhà cũng không thích, cho là chú Phúc cũng bỏ luôn, không hút nữa. Thấy chưa? Nha. Là bé có ý kiến đó. À, và cô Lan nghĩ là chắc là bố sẽ ghi nhận điều này ở con. Dạ. Rồi Hưng ơi. Dạ. Bố có điều gì? Ở bố có điều gì mà con cảm thấy thích từ sau này? Dạ, con thích là bố con nấu ăn ngon. Ăn ngon. Cụ thể là món nào nè? Dạ, cụ thể là món cá hồi xào bơ tỏi. Trời ơi, cái món ngon mà đắt tiền. Dạ. Trời ơi, cái món có điều kiện ngon quá nè. Cá hồi xào bơ tỏi nữa. Trời ơi. Ngon đó, thấy ngon đó. Quá ngon rồi. Ngoài món đó ra còn món nào nữa nè? Dạ, bố con thường hay nấu bít tết cho con ăn. Cũng là bò luôn. Bò luôn. Trời ơi, thấy chưa? Tới đây bố là nấu ăn quá trời giỏi rồi. Toàn những món anh thích không mà Lan ơi. Ngoài cái việc là bố nấu ăn giỏi ra có điều gì ở bố mà con thích không? Dạ, bố con là có hiền nè. Hiền. Dạ rồi. Có hay cho tiền con mua quà vặt không? Dạ thường là không. Ồ không. Dạ con tự để dành tiền. Tự để dành tiền, vậy thì tiền ở đâu mà con để dành? Dạ tiền ngày con làm phụ mẹ con bán đồ. À tiền hoa hồng á con. Trời ơi dữ vậy. Mỗi ngày mình phụ như vậy là mẹ sẽ phát cho mình được bao nhiêu nè? Dạ một ngày thường tùy thí dụ tùy lúc, nhưng mà ví dụ cao lắm. Nhiều là bao nhiêu mà ít là bao nhiêu? Nhiều là cũng 50.000. Trời ơi, con kiếm tiền giỏi quá vậy. Rồi ít thì nhiều. Dạ ít là không đồng. Thôi mặt hàng cụ thể bán giùm mẹ Quỳnh là bán gì nè? Dạ bán bút bưa. À bán nói chung là bán nước uống tất cả các loại đó. Wow, vậy quá dữ rồi, từ nãy giờ tôi thấy người đàn ông này rồi quá rồi, quá trời giỏi. Hôm nào mà nấu ăn cá hồi gì là nhớ nhắn tin chưa cô? Phút tới càng ghé nha. À vậy thì ở bố có điểm nào mà con cảm thấy là con chưa thích không, chưa hài lòng? Dạ con thấy là bình thường, con thấy không có gì con chưa thích. Wow, vậy là bố trong mắt con là hoàn hảo luôn á hả? Dạ. Bố không có tật xấu hay là không có gì luôn hả? Dạ. Ôi, quá dữ. Trời ơi. Coi bộ là hai bố con hiểu nhau quá. Anh ơi, mình không? Có dặn trước bé ở nhà hay cái gì không? Không nhớ không? Không hề. Nói thiệt đúng không anh? Bé tự nói. Tự nói, hay quá.